Chào các bạn nhé, thì hôm nay sản phẩm Smart Home giới thiệu với các bạn về cái ổ khóa máy vân tay. Đây là bộ 1 và bộ 2 để bên mình đóng cho khách. Trong ổ khóa thì nó có kèm OPS này, bộ báo động quên mở cửa này, quên đóng cửa này, cả hai bộ đều có này, OPS này. Bộ này thì sử dụng khóa điện 5 chân này, còn bộ này sử dụng khóa RFID cảm vân tay này, mình có RFID này, mở bằng wifi bằng RF này, bằng nút nhấn này, đấy thì đều có chức năng cả. Thì bây giờ mình sẽ view cái bộ đầu tiên cho các bạn xem nhé. Bộ này thì mở cửa bằng nút nhấn này, đấy, thì các bạn để ý cái khóa chân nó sẽ bật lên khi mình nhấn nút này, đấy thì mình sẽ mở ra được. Đấy, còn thứ hai nữa là bằng thẻ, và đây là update thẻ, thì cái này mình cũng hướng dẫn nhiều rồi. Đây, ví dụ như mở bằng vân tay này, đấy, hoặc là mở bằng thẻ. Đấy thì bộ này bên mình view tính năng qua thôi, thì cái này bên mình hôm trước làm video rồi. Đây là các cái giá kèm theo này. Đấy, bộ 1 thì tính năng như vậy thôi, mở nút này, mở bằng nút nhấn này, báo động khi quên đóng cửa này, sử dụng khóa 5 châm này, đấy, tại UPS này, dự phòng này, mở bằng thẻ và vân tay. Ok, bây giờ mình sang cái chính này. Cái này là cái sử dụng bằng cả vân tay này. Vân tay thì giống bên kia thôi, bằng remote RF này, đấy. Và cả wifi nữa. Giờ ví dụ mình cho nó đang đấy, nó cửa đang đóng đi, cửa đang đóng đi, đây là cảnh báo này, ví dụ bằng RF này thì nhấn nút này, đấy thì tốt, nó tốt vào này, xem này, wifi lại này, ok này, đấy. Ở đây trong này thì có một cái phần là đếm lùi này, để các bạn này, chú ý này. Cài đặt tự động tắt này, đếm lùi này, mình để khoảng tầm 1 giây thôi, 1,5 giây thôi. Lưu này, lưu lại này, ok. Đây là sử dụng phần mềm Equilink nhé. Đấy, đây mình có một nút nhấn, chạy thử nhấn này, tắt luôn, ok nhỉ. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại cái bộ wifi này, sử dụng wifi chẳng hạn này, cho nó ra đã. Đấy, đấy, wifi ấy, bằng vân tay này, vân tay này, vân tay thì cũng giống các bộ kia thôi. Đấy, vân tay, vân thẻ này. Cái này đấy, có cảm biến thẻ này. Đấy, tiếp tục một cái thẻ đây này, thì khóa này nó có một thẻ master riêng. Đấy, rồi thẻ này. Đấy thì thẻ này có thể học với nhau bởi vì tần số giống nhau. Đây thì là cái trạng thái đèn nút exit này. Đấy, thì mình sẽ view cái nút exit nữa. Rồi, nút exit này. Đấy, rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.